Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái mẹo nhỏ, đó là chúng ta sẽ cắt cái ống PVC này bằng một dụng cụ rất là đơn giản, đó là một sợi dây bao xi măng. Đấy, cái này rất là dễ kiếm, hầu như nhà bạn nào cũng có. Đấy, và nó sẽ rất là hữu ích khi mà chúng ta không có cưa, đấy, không có cưa ống thì chúng ta sẽ dùng cái cách này thì sẽ cắt cái ống rất là nhanh. Nếu mà dùng dao thì chúng ta sẽ thấy là nó cũng sẽ có rất là nhiều khó khăn, và nếu chúng ta dùng cái dây bao xi măng này ấy, thì việc cưa sẽ rất là đơn giản. Vậy thì chúng ta làm như thế nào? Thì đầu tiên là các bạn, chúng ta sẽ buộc hai đầu dây bao xi măng này vào hai que đây như này. Buộc này là thực chất là để chúng ta cầm cho nó dễ thôi. Rất là đơn giản, buộc vào như thế này. Rồi, chúng ta phải điều chỉnh độ dài ngắn khác nhau. Đấy, tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy cái ống PVC đây. Thế tôi sẽ giả sử đây là một ống PVC chúng ta cần cắt. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Đấy, chúng ta sẽ để cái ống PVC này ra đây. Đấy, và chúng ta sẽ đặt cái ống này vào, chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta cưa. Đấy, như giống cưa ấy các bạn ạ, chỉ cần nó đưa như này thôi, kéo căng cái dây bao xi măng này ra. Đấy, chúng ta sẽ đưa đi đưa lại. Đây, đưa đi đưa lại như thế này. Đấy. Đấy, và một lúc thì các bạn thấy rằng là nó bắt đầu là cái dây xi măng này sẽ ăn vào cái ống PVC của chúng ta. Mà không có dao thì bạn có thể dùng cách này rất là dễ và nhanh nữa. Không có cưa thì các bạn sẽ dùng cách này, cưa rất là nhanh, các bạn thấy không? Cần cua một lúc là nó cũng sắp đứt rồi. Đấy. Tuy nhiên những cái ống to hơn nó sẽ lâu hơn một chút, thì các bạn cũng cứ làm như thế này là được. Đấy, vậy đã cưa xong. Đấy, cưa xong cái ống này rồi, và làm bằng dây bao xi măng như thế này. Đấy, các bạn thấy vết cưa. Đấy, vết cưa cũng rất là đẹp. Nếu chúng ta dùng dao thì chắc chắn là không thể đẹp nó như thế này rồi. Đấy, mà nếu mà trường hợp này nó sẽ hữu ích khi mà các bạn không có cưa, mà chúng ta sẽ dùng cái dây bao xi măng này làm và nó sẽ rất là nhanh. Đấy, và còn nếu với những cái ống to hơn như này thì chúng ta cũng làm tương tự thôi. Đấy, chúng ta làm tương tự nhé các bạn nhé. Đấy, làm tương tự như vậy, chúng ta cũng đặt ống xuống và chúng ta cũng kéo như thế này. Đấy, rất là nhanh. Chúng ta giữ nó càng chắc thì sẽ cưa càng dễ. Đấy. Đấy. Cái kia nó cưa nhiều quá thì nó sẽ bị đứt, thì các bạn có thể thay dây khác. Đấy, đây là như vậy là hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn cái cách cửa ống PVC bằng dây bao xi măng khi mà chúng ta không có cưa thông dụng. Đấy, cách này rất là dễ làm và dụng cụ thì dễ kiếm. Đấy, nếu mà các bạn thấy video này của mình hữu ích thì các bạn hãy ấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video này
để ủng hộ cho mình nhé. Và mình xin kết thúc video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.